Chào tất cả các bạn, mình là Thiên Đường Thú Cưng Bến Lức đây. Rất là nhiều bạn gửi inbox về cho Bay là thắc mắc là chị ơi, bé hamster của em là không biết khi nào mang thai và dấu hiệu mang thai là gì, cũng như là khi mang thai thì mình nên chăm sóc các bé như thế nào á. Thì mình hôm nay sẽ quay một cái video giải đáp mọi thắc mắc về cái vấn đề là bé hamster mang thai sẽ có dấu hiệu và lưu ý gì trong quá trình để nuôi dưỡng các bé. Thì các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Khi các bạn mua hamster, các bạn nên lưu ý là hỏi cửa hàng á là hamster đang được bao nhiêu tuần tuổi để chúng ta có thể dự đoán được là khi nào các bé sẽ phối với nhau và khi nào các bé sẽ mang bầu. Thường thì á là cửa hàng bán thì thường sẽ bán là những bé hamster khoảng 3 tuần đến 4 tuần tuổi. Khi đó, khi mà các bé được 3 4 tuần tuổi thì tiếp theo là 3 tuần nữa thì các bé sẽ tới giai đoạn là phối với nhau. Khi phối với nhau á thì nếu như mà phối thành công thì tiếp theo là 4 tuần nữa thì bé hamster cái sẽ sinh sản. Thì bây giờ mình sẽ cùng điểm qua những dấu hiệu khi mà bé hamster cái mình có thai thì sẽ có dấu hiệu gì nha. Vì hamster có tuổi đời rất là ngắn cho nên là cái việc dấu hiệu mà cho biết bé mang thai nó cũng sẽ diễn ra rất là nhanh. Các bạn như các bạn không để ý thì sẽ rất là khó nhìn ra được khi nào thì các bé mang thai. Thì trong quá trình nuôi á, các bạn nên nhớ là chúng ta nhớ để ý là cái quá trình phối á, là sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ dự đoán được khi nào các bé có thai. Ở đây có một bé đã có thai chuẩn bị sanh rồi thì mình sẽ điểm qua cái dấu hiệu đầu tiên nha. Ở đây các bạn có thể thấy là ở phần vú của bé hamster cái á, khi mà có bầu thì những cái núm vú nó sẽ nổi lên. Dấu hiệu thứ hai của những bé mang bầu á, là khi mà các bé bụng chuẩn bị sanh á thì sẽ các bạn quan sát thì sẽ thấy là dọc dọc hai phần bụng này nè sẽ có hai cái gù đưa cao lên. Ở bé này thì cái gù nó chưa cao lắm. Đó là dấu hiệu khi các bé sẽ gần sanh nha. Đây ở đó, ở bên hai bên đường dọc hông này nè các bạn sẽ có hai cái gù cao lên. Đó là dấu hiệu của các bé là có bầu được khoảng 3 tuần rồi là các bé sẽ gần sanh. Dấu hiệu đầu tiên này mà một bé hamster có bầu á, là hai hàng vú nó sẽ xếp thẳng hàng. Dấu hiệu này sẽ dễ thấy vào những ngày lúc mà trước khi bé hamster mẹ sinh sản. Trước đây á, là các bạn sẽ thấy là những cái đầu vú nó sẽ bị lông che khuất hết. Nhưng mà khi bé hamster có bầu á, thì nó sẽ bắt đầu lộ ra cái phần lông ở chỗ núm vú á, nó sẽ bị rụng đi, lộ đầu ti ra. Đây, bé này nó hơi nhoi nên các bạn khó thấy ha. Đây, mình sẽ đưa một cái hình minh họa cho các bạn thấy là cái đầu vú lộ ra như thế nào. Thì mỗi một bé hamster nó sẽ có 6 cái đầu vú bên dưới, mỗi một bên 3 cái giống như là những cái hàng nút xếp thẳng. Cho thấy là lúc này là các bé hamster mẹ là sẽ bắt đầu chuẩn bị sinh sản. Dấu hiệu thứ ba của một bé hamster mẹ mang thai đó là các bé hamster mẹ sẽ rất là hay đào bới. Tập tính của chuột đó thì rất là hay đào bới làm tổ rồi, nhưng mà khi các bạn nuôi các bạn thấy cái bé cái mà nó thường xuyên đào bới làm tổ thì chứng chứng tỏ là cái bé cái này đang có bầu rồi nha các bạn. Nó làm tổ nhiều hơn bình thường luôn, nó phải đào cả ngày luôn. Khi đó thì các bạn nên thay cái lớp cát sang này nè thành cái lớp mùn cưa để các bé làm tổ. Khi đó thì nó sẽ thuận tiện hơn cho quá trình là các bé nó sẽ gì cảm thấy là được an toàn hơn. Sau khi mà các bé nó hay làm tổ thì cái dấu hiệu thứ tư đó chính là các bé sẽ có hiện tượng là giấu thức ăn. Các bé cái á, bình thường khi mà các bé ăn thì các bạn thấy là hai bên má của các bé nó căng đầy rồi, nhưng mà khi các bé hamster cái có bầu á, thì lại giấu thức ăn nhiều hơn nữa. Các bé có thể là ngồi trong chén ăn cả ngày luôn. Thì cái hành động này có nghĩa là nó làm tổ xong thì bắt đầu đi giấu thức ăn để dự trữ cho quá trình sinh sản, thì đảm bảo được là khi mà các bé hamster mẹ này là sanh nó thì sẽ có đủ thức ăn để các bé có đủ sữa cho các con bú. Thì khi các bạn thấy mà các bé cái ăn nhiều như vậy, các bạn đừng có nghĩ là nó sẽ hao phí, mà các bạn nên cung cấp nhiều thức ăn hơn nữa, đồng thời là nên bổ sung nhiều cái thức ăn bổ dưỡng hơn để mà hamster mẹ có thể có đầy đủ sức sức khỏe để mà sinh sản. Dấu hiệu thứ năm là các bạn sẽ thấy hamster có bầu á, nó sẽ ngủ nhiều hơn bình thường. Vừa rồi mình đã điểm qua những cái dấu hiệu cơ bản của một bé hamster mẹ mang thai. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua một cái bước là tách bé đực và bé cái ra để chuẩn bị cho bé cái bước qua một cái giai đoạn mới là giai đoạn sinh sản. Thì các bạn cùng theo theo mình chuẩn bị những cái món đồ nha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái lồng ngăn đôi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là
Ở trong cái lồng này có một cái vách ngăn như thế này. À, các bạn có thể nhìn kỹ vào trong đây. Đây là một cái lồng ngăn đôi dùng để ngăn bé đực và bé cái. Thì ở trong lồng này nó sẽ có queo chạy, có bình nước, có chén ăn dành cho cả hai bên luôn, để đảm bảo là hai bé sống vẫn rất là bình thường. Khi mà các bạn có hamster mẹ mà các hoa có hamster cái mà có bầu á, thì chúng ta nên tách bé đực và bé cái hai bên để cho bé đực nó không có làm cho bé cái bị mệt mỏi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái chuồng mới cho các bé hamster qua đây ở ha. Thì như mình đã nói là khi mà các bé hamster mẹ mang thai, chúng ta nên thay cái mùng cái lót sen thành cái mùng cưa để cho các bé làm tổ. Đồng thời là khi mà các bé sinh sản á, thì cái mùng cưa này sẽ tốt hơn là cái cát sen, tại vì cát sen sẽ làm cho cái bụi trên cát sen nó sẽ dính vào trên các bé hamster con á, thì sẽ khiến cho các bé nó bị giống như là bị vấn đề về da. Nên các bạn lưu ý là chúng ta phải dùng mùng cưa hoặc là giấy lót. Đây mình sẽ chuẩn bị chuồng cho bé luôn. Về giai đoạn này thì thời tiết còn nóng nên các bạn không cần phải lót mùng cưa quá nhiều, chúng ta cứ lót ít thôi. Rồi. À, các bạn sẽ lót một lớp như thế này ha. Về thức ăn thì chúng ta vẫn sẽ phải đảm bảo đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho các bé. Vì vậy thì các bạn vẫn sẽ cho ăn cái thức ăn trộn như thế này. Đây là thức ăn xuyên suốt cho các bé trong quá trình nuôi luôn. Nên các bạn lưu ý là phải luôn luôn cái trữ thức ăn này trong nhà ha. Đây mình sẽ cho các bé ăn luôn. Hơi cứng. Nhưng mình cũng đã từng đừng nói ở video trước đó, thì các bạn nên chuẩn bị một cái hộp đựng những thức ăn này vô để mà nó không có bị mềm cũng như không bị bay mùi. Ở đây có một cái chén ăn nhỏ. Đây các bạn thấy chén ăn nhỏ. Thì chúng ta bỏ một lượng vừa phải thôi. Đối với bé cái thì chúng ta sẽ bổ sung thêm nhiều cái thức ăn khác nữa để các bé đảm bảo dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Ở đây là có một cái bịch yến mạch. Thức ăn dành cho các bé hamster có bầu á, thì nó sẽ gồm những thức ăn khác nữa. Ở đây mình có chuẩn bị nè. Ở đây có yến mạch. Ở đây có phô mai. Ở đây có sâu. Và ở đây có mè. Đây là những thức ăn dinh dưỡng cung cấp cho các bé trong quá trình mang thai, cũng như là sau khi mà các bé sinh sản thì cũng sẽ ăn những thức ăn này. Bây giờ mình sẽ lần lượt cho vào luôn. Rồi, mình đã hoàn tất xong một cái phần ăn cho một bé hamster mang thai. Các bạn có thể nhìn kỹ đây. Các bạn nên đảm bảo thức ăn những cái loại này nha, để mà các bé hamster mẹ nó sẽ có sức nè, đồng thời là khi mà các bé nó sinh sản đẻ con á, thì cũng sẽ có sữa nữa. Mình sẽ đặt vào trong góc. Rồi, đó là xong phần của bé cái, còn tới bé đực thì chúng ta vẫn cho ăn bình thường. Rồi, phần của bé đực thì cũng chỉ cần đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ cho bé đực và bé cái vào hai bên. Đây là bé đực. Đây là bé hamster đực. Mình sẽ cho ở bên này. Còn đây là bé cái. Rồi các bạn có thể thấy, ở đây là bé đực và bé cái được tách ra riêng rồi. Về phần bình nước thì các bạn nhớ là sẽ chuẩn bị nước ở cả hai bên, cũng như queo chạy là chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem là queo chạy có chạy tốt hay không. Giai đoạn khi mà bé cái còn đang có thai, thai còn nhỏ thì các bạn vẫn có thể để queo chạy này để các bé tập thể dục để mà dễ sinh sản. Rồi, mình đã chuẩn bị xong một cái lồng để mà tách bé đực và bé cái ra.
Bây giờ thì mình sẽ qua một cái bước là chuẩn bị lòng đẻ cho các bé, cho bé cái của mình sinh sản. Rồi các bạn theo dõi tiếp nha. Rồi, sau khi mà các bạn đã cho bé hamster đực và cái tách ra riêng rồi thì chúng ta vẫn sẽ để yên ở đó và tiếp tục theo dõi xem là bé cái có những cái biểu hiện gì cho quá trình chuẩn bị sanh hay không. Nhưng mình cũng có nói là khi mà các bé chuẩn bị sanh á, các bé sẽ có hiện tượng là đầu 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 ổ nè, cũng như là các bé sẽ bỏ ăn, thì khi đó các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái chuồng mới như thế này để riêng cho các bé sinh sản. Thì các bạn cũng sẽ có thể lựa chọn là giữ nguyên chuồng này, các bạn vẫn có thể giữ nguyên chuồng này, tách bé được ra nơi nơi ở cũ và lấy cái vách ngăn này ra, hoặc là các bạn sẽ chuẩn bị chuồng mới. Đây là chuồng mới. Thường thường thì mình sẽ cho các bé mà chuẩn bị sinh sản vào cái chuồng nhỏ như thế này nè, để mà tiện cho cái việc là các bé di chuyển trong một cái phạm vi nhỏ, thì việc cho bú sẽ dễ dàng hơn, các bé mẹ cũng sẽ gấp con dễ hơn. Thì khi mà các bạn mua lồng này về để cho các bé đẻ thì trong này nó vẫn sẽ có queo, có bình nước, có chén ăn đầy đủ. Nhưng mà lưu ý, một lưu ý rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ gỡ queo ra. Tại vì khi mà các bé sinh sản á, nếu như các bạn để queo này á, thì bé mẹ sẽ lên thi chạy queo nè, chơi giỡn, vô tình có thể là làm trúng các bé hamster con và gây chết hamster con. Cho nên các bạn lưu ý là phải lấy queo chạy ra và không để cả nhà tắm vào luôn các bạn. Các bạn không để nhà tắm luôn, các bạn để một cái lồng chỉ với chén ăn và bình bình nước như thế này thôi. Và đối với chuồng đẻ thì chúng ta vẫn sẽ lót bằng cái mùng cưa. Các bạn nên nhớ là chúng ta lót bằng mùng cưa để giữ ấm nha. Tuyệt đối không dùng cát sang. Khi mà chuồng đẻ thì các bạn nên lót một lớp mùng cưa dày hơn một tí, tại vì cái mùng cưa này sẽ có tác dụng là giữ ấm cho các bé hamster con á, cho nên là các bạn lót dày hơn một tí. Về bình nước thì chúng ta cũng sẽ lắp như bình thường. Đây mình sẽ làm nhanh cái giai đoạn này ha. Nước cho hamster đẻ cũng phải là nước lọc nha các bạn, sẽ không sử dụng nước gì lung tung hết. Tại vì giai đoạn mà hamster đẻ rất là nhạy cảm, cho nên là các bạn phải cho uống một nguồn nước thật là sạch. Cũng sẽ để một bên như thế này. Gắn vào thì các bạn cũng sẽ nhớ kiểm tra cái vòi xem nó có chảy nước hay không. Còn thức ăn của hamster mẹ thì cũng như những cái quá trình mà chúng ta cho bé hamster mẹ ăn trong quá trình mang thai, thì khi các bé đẻ xong chúng ta cũng sẽ cho ăn giống như vậy. Rồi mình sẽ làm nhanh đoạn này. Cũng sẽ có thức ăn trộn, cũng sẽ có cái hạnh nhân, cái yến mạch, mình nhầm, yến mạch, cái mè đen và sâu, một ít sâu và phô mai. Rồi, đó là một khẩu phần ăn cho một bà đẻ đó các bạn. Đây. Rồi, khi đó mình sẽ tách bé cái ra luôn. Tách bé cái hoàn toàn ra. Ở đây bé cái nó vẫn còn chạy queo. Đây, mình sẽ tách bé cái ra hoàn toàn bên này để nghỉ ngơi. Đó, rồi. Một mình bé cái sẽ ở trong cái khuôn viên như thế này. Chỉ đơn giản như cái thế này thôi nha các bạn. Đó là cái chuồng mà mình chuẩn bị cho những bé sinh sản. Rồi mình đã hoàn tất cái video nói về dấu hiệu của các bé mang thai và những lưu ý khi mà các bé mang thai, thì chúng ta sẽ chuẩn bị chuồng cũng như thức ăn và làm thế nào để các bé cảm thấy được an toàn cũng như là khỏe mạnh. Ở video kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khi hamster mẹ đẻ thì chúng ta sẽ làm những gì, chuẩn bị thức ăn như thế nào và những điều cấm kỵ trong quá trình khi mà các bé mẹ đẻ. Thì ở video sau các bạn nhớ đón xem nha. Còn video này sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị với các bạn á, thì các bạn nhớ bấm like kênh cũng như là bật thông báo để mà theo dõi những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.